Trời ơi, ôi sao lại mổ lên cũng vậy đây này. Cậu rắn rồi anh em ơi. Trời ơi, kinh chưa này. Muốn bò kìa, muốn bò kinh chưa? Muốn bò rắn luôn anh em ơi. Ui, muốn kinh chưa này? Phải chưa? Muốn bò rắn này. Ui giời ơi. Ghê thế. Khanh khanh cái chậu đã. Ui. Ui giời, dưới này có con. Nhiều rắn thế nhỉ? Ui ôi, ui cao. Ui ui. Ui nó trơn kìa. Trơn trơn ra rồi. Nó trơn kìa. Ui có một con này có sừng. Đang có sừng nữa. Đây. Đây là con sừng này. Đây xe kìa. Đâu. Ở chỗ nào? Đâu anh? Kinh thế nhỉ? Đây nó vừa lượn lượn những cái đấy cho bụi chuối kìa. Ui. Ờ đấy giời, kinh thế không biết. Tìm cái nào, tìm cái nào anh em ơi. Rắn nổ. Anh em tìm thử chứ nào. Rắn nổ vàng to thế. Ui giời ơi. Nhìn rõ rắn nổ vàng anh. Nhìn rõ luôn đấy, con vết ở lưng ấy. Anh em tìm kỹ nhá. Ừ giời, kinh như vậy là ruộng nó lên đấy trong nhà có trẻ con này phải để ý vào không phải chết rồi. Đi vào như lên, đi vào. Ui giời ơi. Nguy hiểm lắm anh ơi. Cái lỗ đây này anh em. Ui, lỗ rồi, lại lỗ này. Đi nó trườn đây rồi. Cái nó trườn cái lỗ ấy rồi. Trườn dưới này rồi anh em ạ. Ui giời, kinh thế thì rắn sợ thật đấy. Tìm kỹ đi. Đây lỗ này. Ui, cái lỗ này ở ngoài vườn, ngoài đồng nó vào rồi. Đồng nó vào rồi. Gốc chuối. Anh thấy nó trườn từ gốc chuối này đến gốc xả này đúng không? Ờ, đấy nó trườn. Xong anh hãy anh chạy à? Ờ, nó trườn vậy thì nó đi kia. Ui, vậy thì tìm được khác đi. Đây. Tìm quanh thế nào? Tìm quanh đi. Ui giời ơi. Đây lại khe nữa này. Ui, lỗ này. Nó ra đây ui, à? Ui đây mọi người xem. Đây ngoài nó có cái vườn này này. Trong... Ui ôi. Thấy gì không? Lỗ anh. Ui kinh ghê kìa. Ui giời. Ui đây đây. Ui đâu. Đây, ui. Đây ui nó chạy đây rồi. Đây. Nào chẳng cứ chậu này. Ui đấy. Ui đầu đây này. Ui nó trườn lỗ kìa. Có lỗ. Thấy không? Nó chui lỗ. Ui nặt ra. Ai chẳng khi nó cứ... Ôi nó quặn tròn một cái đống này. Đống ở trong đấy. Ôi nó quặn đang quặn này. Ôi nó quặn tròn đống này. Bảy ra anh ạ. Từ từ đến lên. Cái gì đấy? Cái không biết này. Cái gì đấy? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi sao này mỗi ổ nó quặn đây này. Ủa à. Ôi tôi cả ổ rắn rồi anh em ơi. Ôi giời ơi kinh chưa này. Ui nó bò kìa. Ui nó bò kinh chưa. Một ổ rắn luôn anh em ơi. Ui kinh chưa này. Phải chưa. Một ổ rắn này. Ui giời ơi. Ghê thế. Khanh cái chậu đã. Ui giời ơi dưới này có con còn. Ui kinh thế. Dài chưa. Còn thấy dài. Ui mọi người xem này. Nhiều rắn thế nhỉ. Ui ui nó trơn kìa. Nó trơn kìa. Ui anh em ơi. Ui có một con này có sừng. Đang có sừng nữa. Đây. Đây đầu có sừng này. Cái đuôi. Cái đầu nó có sừng. Ui nhiều chưa này. Ok kìa chiến. Ui con kia. Ui kinh thế. Cái mao đây đấy xong đấy cho người giả. Tí bắt cho mọi người đấy. Xem con rắn này có đuôi ở đâu. Ui giời ơi. Đúng một ổ rắn luôn này. Con rắn này đột biến rồi, có cái đuôi ở đầu anh em ạ. Biến có con rắn đột biến có cái đuôi. Mày vào mà nhìn thấy chứ không đẻ này. Ui mấy đứa trẻ con vào đấy kìa. Đấy, mọi người thấy không? Tức là bây giờ hôm nay là thấy có một con mà nặt đứa đống ra nó ở đây cả một đống luôn. Kinh khủng. Giải thế mà một mét luôn ấy. Cái đuôi đầu này. Thôi, bắt đi. Đây đây, con này đang trườn đi này. Ui giữ chưa? Túi đâu? Đây. Để bỏ riêng con này ra nhá. Úi chết. Ui giời, một đống rắn như này. Đây. Ui giời. Ui này. Cái này 6 7 con này chứ. Này đang trườn này. Đang trườn đống như này. Tiếng dậy. Ui kinh chưa? Lấy gì mà quá. Đang dồn hết vào một góc này rồi. Ui dồn hết tụ hết đây rồi. Ừ, con kinh chưa đâu mọi người này. Kinh đống luôn nhỉ. Đống rắn. Quá kinh khủng luôn anh em. Người con này to này, trong con này nó to. Quá to luôn, một đống rắn luôn anh em ơi. Ừ giời. Chiến kìa. Vàng xoé này. Từ tí rồi. Bắt con một anh ạ. Đống rắn đang thu tủ này. Thế con này mọc sừng này. Ơ đúng con này mọc sừng thật. Con này mọc sừng. Để con mọc sừng lại. Đấy, thấy không? Quá sừng nó luôn. Đâu, kéo cầm nó. Ơ nó có hoa này. Đấy lúc nãy cái con có sừng kia là thấy nó bỏ ra rồi này. Nó đang nhau đây. Nãy là nhìn thấy cái con kia nó bỏ ra, lưng nó vặn. Ui nó nhoài này. Ê kinh chê. Nó nhoài này anh em. Ui nhà anh ở đây chứng tỏ ngoài vườn kia nó vào rồi. Ngoài vườn nó vào đấy, mùa rắn sinh sản. Còn khi ở đây thì còn có tổ lữ ấy. Cái mùa này là mùa rắn sinh sản mà. Ở bụi với ở ruộng nó vào mà. Ôi giời ơi. Cẩn thận đấy. Ui giời, con này to thế. Ui kinh thế nhỉ. Sao nhiều rắn thế.
đang khổ lắm. Ngồi im với con này. Rắn nhiều rắn lắm đấy. Ô, rắn này. Nhà có trẻ con này rất là nguy hiểm luôn. Về thật đấy. Đây, con này dữ lắm. Ui, nó bành như này. Ôi, nó bỏ ra trong trẻ con chết rồi. Nó bành như này. Ui giời, kinh thế không biết. Ui, đây con mọc sừng đây. Đấy mọi người thấy không? Cái bành nó rất đẹp nhá. Ui nó nào chân thư kìa. Tận. Ui giời. Ui giời. Tí nó văng vào mặt. Kinh thế. Ui, kinh nhỉ. Ui giời nó bành như này. Ui nó bành như này anh em ơi. Ừ đủ lắm. Ui nó phục độc đấy. Dữ chưa mọi người. Đấy rất là nguy hiểm luôn. Cẩn thận nhá. Cẩn thận. Quay ấy cứ nhìn cái rắn mà cứ ấy là nó cắn chết. Quặn được một ổ như kiểu một ổ nó đây nhỉ. Ra phối rồi, cái mùi đang ra phối. Mùi rắn ra phối. Mà nó bắt được những cái đàn thế này là chuyện thường tình. Ui giời. Đây này còn con nữa này. Chết đi. Này cầm hết con này vào đây. Này dữ lắm ấy. Xem đây còn con nào dưới này nữa. Ui còn con đang quặn lên này. Được rồi, ra bắt con này bỏ túi đi. Nào mọi người xem. Nó chạy ra thì mới bắt được. Ui giời kinh không. Đang nằm thế. Đấy. Đây này trong đây còn con nữa này. Rồi. Vẫn còn nhìn thấy này. Quá kinh khủng luôn anh em ạ. Này. Xem rất là hung dữ luôn nhá. Ừ, con này cũng to đấy nhỉ. Bỏ chứ. Được rồi bắt con này vào đi. Cân luôn. Ui giời về thì không thế nhỉ. Ui giời. Đấy. Rồi đây. Ui giời con to nhỉ. Ui kinh chưa. Chúc quá to luôn. Con này chắc to nhất đi nhỉ. Ui cái đầu lên kìa. Nhoài. Đúng rồi. Và cái mùa này lại nhiều rắn đấy chứ. Ồ rắn này kinh thế không biết chúng. Đúng không? Mùa này lại rất là nhiều rắn luôn. Cầm ở đấy đây xem nào. Nếu nó cầm cái mọc sừng này nghiên cứu nào. Có cái đuôi đấy nhỉ. Chuột cái công vào. Đấy thì con rắn nó ăn. À con ấy bị cắn trong cái đuôi không ạ? Đâu. Đúng không? Nhỉ. Nét anh ơi. Thấy không? Ừ, cái này bị cắn. Con này nó bị cắn. Phân đạn đấy. Phân đạn nó bị cắn rồi. Kìa nó nhoi lên tay anh kìa. Chanh nhau. Điểm đập cụ người ra nhá. Ơi. Đấy, cái này. Mày đấy mày. Ý gì thì anh toàn của anh nó cắn thì toàn rồi. Rất đấy. Nguy hiểm luôn. Nguy hiểm lắm. Ước trời. Thôi Thiến để em bắt con này đã. Ấy, nào tay đấy. Tránh ra không vậy mọi người cái. Thật. Cái kiếm cái gì đập tan cái ụ rồi. Trong. Đây con nữa đang quặn ở trong đây này. Đây trong này nó vẫn có. Không, đây ở trong cái lỗ nghe này. Trong cái lỗ này. Đấy. Đây đang nằm đây nè mọi người này. Nhân vắn đang nằm đây này. Cái đầu nằm kia đấy nhá. Thấy kinh khủng không? Một có cái ghẻ bé tí này thôi nhưng khi ở dưới còn mấy con đấy nhỉ. Ui giời, con. Đấy đoán rõ ràng đang trườn đây nhá. Bây giờ anh em phá cái đấy ra đi. Chín tầm này. Ở trong đó này. Đây này anh em ơi. Đấy, nó quặn. Này. Ơi giời. Ui, trong này mấy con chứ không phải một con. Mấy con nữa? Ừ. Đâu? Con này nó bành chặt không? Còn nữa cả. Ơi giời kinh nhỉ. Mùi bành chặt chưa? Mùi bành trái tim chặt chưa? Đấy. Con lửa. Đấy, con lửa. Ui giời, Ui đâu? Vẫn còn cả. Chính đỏ ở đây nắm rắn nhỉ. Còn nó còn đang quặn ở trong này nữa đấy. Nó móc rồi. Từ từ. Tự tiền xuống. Em muốn lấy cái chạy tim kìa. Đây đâu. Rồi, đâu? Con nữa đâu? Đây còn đây. Này. Ôi đây này. Này. Ừ, đấy không? Ừ, có kẽ bé tí mà nắm rắn chưa? Con cú đuôi đây. Úi giời ơi. Tính chưa? Cẩn thận nhá, kia cho đâu vào. Cho đâu vào con ơi. Nó văng lên đấy. Để nhanh chứ nhỉ. À người xem này. Nấp ngay dưới đây luôn. Quên mất không đếm được bao nhiêu con. Nhiều đấy. Sắc nọc kỷ lục đúng không? Nhưng mà vẫn chưa được cái ổ nào mà nó hơn cái con bữa mình ngắt nhiều nhất là bao nhiêu con nhỉ? 12 con. Quá đẹp. Đấy. Đẹp nhỉ. Tôi rồi bỏ vào túi đi. Đây nó vào đây nó quặn trong cái này. Đẹp thế nhỉ. Có khi vẫn còn nữa đây anh em ạ. Chắc ở dưới là nó có còn nữa. Kiểm tra kỹ nhìn nào. Ngặt ra chưa nào. Như con nữa sao ấy.
chú mới cuốc ơi. Đúng cái gầm này, nhưng mà nó chui dưới gầm này. Cuốc gầm giật đấy. Giật đấy, cuốc cái cuốc với xèo này. Thôi lấy con gạch cái thục ra kìa. Đấy xem có cuốc không? Đấy mọi người ạ, thì hôm nay anh em mình đã đến đây thì nó bắt được một bịch rắn này kìa. Rắn nó thành ổ luôn đấy. Chiến này dơ bịch rắn này cho mọi người xem này. Ê, nó thành ổ rắn luôn. Kinh khủng luôn. Nhưng mà cái đầu nó cứ nhò nhò này này. Nó cuộn kinh đi này. Kinh điển luôn. Đấy mọi người thấy không? Một bịch rắn to luôn chả như nó bị rắn nhá. Giờ anh em đào đuốc cái kia ra xem còn con nào. Kinh ơi. Nhiều rắn thế chứ. Thôi để đi tìm cái cuốc đi. Cuốc đi. Mọi người thì bây giờ anh em sẽ đi tìm cái cuốc để anh em cuốc hết cái chỗ này ra. Nếu mà còn thì anh em sẽ quay tiếp cho mình cùng xem mọi người nhé. Có lẽ là video anh em sẽ kết thúc đây. Thì mọi người xem nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhé. Chào mọi người nhé.